Thời báo xin trân trọng kính chào quý khán giả đến với chuyên mục tin tức tổng hợp trong tuần ở Canada và tin vắn vào ngày 20 tháng 4 năm 2022 do thời báo Newspaper thực hiện, tờ báo người Việt lớn nhất trong cộng đồng người Việt ở Canada. Sau đây xin kính mời quý khán thính giả đón xem một số tin tức nổi bật vào ngày hôm nay. Tin Canada Canada phát triển thành công thiết bị khử virus SARS-CoV-2 chưa đầy một phút. Toronto cung cấp vaccine Novavax cho cư dân từ 18 tuổi trở lên từ ngày 21 tháng 4. Nên gọi 811 hay hỏi ý kiến dược sĩ khi gặp vấn đề sức khỏe. Bắt giữ nghi phạm đẩy người xuống đường xe điện ngầm. Tìm thấy một thi thể ở Bradford. Tin vắng. Lũ lụt 400 người tại Nam Phi thiệt mạng. Lính Nga được vợ cho phép cưỡng hiếp phụ nữ Ukraine. Canada phát triển thành công thiết bị khử virus SARS-CoV-2 chưa đầy một phút. Thiết bị khử trùng t Arc bằng tia cực tím mới sẽ sớm được sử dụng tại sân bay quốc tế Edmonton cũng như tại các văn phòng chính quyền ở thành phố Calgary và Edmonton. Sản phẩm mới được sản xuất tại tỉnh bang Alberta là kết quả hợp tác giữa công ty công nghệ khử trùng tiên tiến Teaser ở Calgary với các nhà khoa học phòng thí nghiệm an toàn sinh học cấp độ 3 thuộc Đại học Alberta. Phòng thí nghiệm này là một trong số ít các cơ sở của tỉnh bang được cấp phép nghiên cứu các giải pháp ngăn chặn virus SARS-CoV-2. Teaser Arc sử dụng ánh sáng cực tím từ hàng trăm bóng đàn LED để tiêu diệt các virus, vi khuẩn có hại và nhiều mầm bệnh thông thường khác như là virus cúm chỉ trong vòng 60 giây. Thiết bị này được thiết kế với hai phiên bản để có thể khử trùng mọi đồ vật, từ điện thoại cầm tay cho tới các bưu kiện và các dụng cụ y tế. Mẫu thứ nhất giống như một lò vi sóng có thể đặt trên bàn hoặc trên một xe đẩy để dễ dàng di chuyển. Mẫu thứ hai có hai cánh cửa và có thể lắp đặt tạo thành một buồng khử khuẩn Thiết kế lớp kính ngăn tia UVC trên hai cửa này giúp người sử dụng có thể nhìn thấy đèn hoạt động mà không gây hại cho mắt và da. Bất kỳ vật dụng nào đặt vừa vào thiết bị này đều có thể được khử trùng mà không ảnh hưởng tới hệ thống điện điện tử. Cách sử dụng teaser arc khá đơn giản do chỉ có hai nút vận hành. Một điểm cộng khác đó là thiết bị này rất tiết kiệm điện năng, công nghệ khử khuẩn của Sản phẩm này có tính ứng dụng trong ngành thương mại và y tế, mang tới giải pháp giúp bảo đảm an toàn cho các không gian làm việc cũng như bảo đảm an toàn hạn chế mầm bệnh cho chính người lao động. Giám sát dự án David Evans, giáo sư vi khuẩn và miễn dịch học tại khoa y dược và nha khoa nhấn mạnh vai trò quan trọng của Đại học Alberta cùng các cơ sở thí nghiệm cấp độ 3 trực thuộc trong việc hỗ trợ công ty này nhanh chóng cho ra đời thiết bị khử trùng tiên tiến nói trên. Công sự của giáo sư là nhà nghiên cứu Brian Nose cho biết nhóm nghiên cứu đã xác định lượng ánh sáng UVC cần thiết để có thể tiêu diệt hoàn toàn virus SARS-CoV-2 đồng thời ngăn chặn khả năng nhân bản của chúng trong vòng chưa đầy một phút. Toronto cung cấp vaccine Novavax cho cư dân từ 18 tuổi trở lên từ ngày 21 tháng 4. Y tế công cộng Toronto cho biết bắt đầu cung cấp vaccine Novavax cho cư dân từ 18 tuổi trở lên tại Clinic chủng ngừa của Metro Toronto Convention Center từ ngày thứ Năm 21 tháng 4, có thể được đặt hẹn chủng ngừa qua website Toronto Public Health hoặc qua bác sĩ sẽ được cung cấp vào các ngày thứ Năm tại trung tâm hội nghị. Những người từ 18 tuổi trở lên có thể tiêm vaccine Novavax nếu bị dị ứng hoặc chống chỉ định với vaccine mRNA. Thành phố Toronto cho biết trong một bản tin, các cá nhân cũng có thể tiêm vaccine Novavax nếu họ quyết định không nhận vaccine mRNA. Những cư dân bị dị ứng có thể nói chuyện với bác sĩ của mình về việc chích vaccine Novavax. Các giới chức y tế cho biết loại vaccine này là vaccine tiểu đơn vị protein, sử dụng các mảnh nhỏ của protein để huấn luyện hệ thống miễn dịch của chúng tạo ra các kháng thể nhận biết và chống lại COVID-19. Các giới chức cho biết nó tương tự như cách hoạt động của nhiều loại vaccine cấm. Trong khi, Ủy ban Tư vấn Quốc gia về tiêm chủng tiếp tục khuyến nghị mạnh mẽ việc sử dụng loại vaccine mRNA cho hầu hết mọi người do khả năng bảo vệ tuyệt vời chống lại COVID-19. Vaccine Novavax là một lựa chọn khác cho những người không thể hoặc không muốn chích loại vaccine mRNA COVID-19. Các giới chức thành phố cho biết, vaccine Novavax đã được chứng minh là có hiệu quả cao trong việc ngăn ngừa bệnh COVID-19 và giảm nguy cơ mắc các hậu quả nghiêm trọng liên quan đến COVID-19. Vaccine Novavax được Bộ Y tế Canada phê duyệt vào tháng 2 năm 2022, yêu cầu hai liều được chích cách nhau 8 tuần để bảo đảm ngừa COVID-19 tốt nhất. Theo các giới chức y tế, tương tự như vaccine mRNA phải mất 2 tuần sau khi tiêm vaccine để được bảo vệ hoàn toàn khỏi COVID-19. Novavax có thể được sử dụng cho bất kỳ liều nào trong hai liều đầu tiên hoặc tiêm nhắc lại, ngay cả khi trước đó chích vaccine khác. Và hôm thứ Ba, Ontario cho biết số người mắc COVID-19 trong các bệnh viện của Ontario đã tăng lên đến 1.486 người, trong khi tổng số người ở khu chăm sóc đặc biệt là 206 người. Đây là số lượng bệnh nhân COVID-19 trong các khu chăm sóc đặc biệt cao nhất kể từ giữa tháng 3 và nhiều nhất tại các bệnh viện trong đợt đại dịch thứ sáu đang diễn ra. nên gọi 811 hay hỏi ý kiến dược sĩ khi gặp vấn đề sức khỏe. Người Quebec được khuyến cáo tránh các phòng cấp cứu đông đúc nếu có thể trong khi mùa cấm đang đến cùng với đợt sóng Covid-19 và nhân viên bệnh viện đang thiếu hụt. Các cơ quan y tế Montreal và các khu vực Montérégie và Laval đều đã đăng thông báo trên các tài khoản mạng xã hội của họ yêu cầu mọi người tham khảo ý kiến dược sĩ hoặc gọi đến đường dây nóng y tế 811 của tỉnh bang nếu mà có vấn đề sức khỏe không trầm trọng thay vì đến bệnh viện. Bộ trưởng Y tế Quebec cho biết các bệnh viện đang phải vật lộn với thách thức khép của COVID-19 và bệnh cấm vào thời điểm khoảng 13.000 nhân viên y tế nghỉ việc vì những lý do liên quan đến COVID-19. Vào ngày 15 tháng 4, cơ quan y tế ở Tây Quebec thông báo họ tạm ngưng các cuộc viếng thăm bệnh viện cho đến khi có thông báo mới. Một số bệnh viện trong khu vực gần đây đã thông báo đóng cửa sớm hoặc cắt giảm dịch vụ tại một hoặc nhiều cơ sở của họ. Trong khi đó, các cơ quan y tế ở một số khu vực đã đăng thông báo khuyến cáo mọi người cẩn thận trong các cuộc tụ tập, đặc biệt nếu họ ở gần những người dễ bị tổn thương. Các giới chức yêu cầu mọi người chỉ tụ tập ít người, mở cửa sổ để thông gió, và ở nhà nếu họ cảm thấy mình có các triệu chứng của COVID-19 như là mệt mỏi hoặc ngứa cổ họng. bắt giữ nghi phạm đẩy người xuống đường xe điện ngầm. Vào hôm thứ Hai ngày 18 tháng 4, cảnh sát Toronto cho biết họ đã bắt và cáo buộc tội mưu sát sau khi một phụ nữ bị đẩy xuống đường rầy xe điện ngầm vào tối Chủ nhật trước đó. Cảnh sát cho biết đã đáp ứng cuộc gọi vụ đẩy người xuống đường xe điện ngầm ở Yonge and Blue Subway vào khoảng 9 giờ 30 tối vào Chủ nhật. Khi đội cấp cứu đến, họ thấy nạn nhân một phụ nữ 39 tuổi bất tỉnh nạn nhân được đưa đến một trung tâm chấn thương trong tình trạng nghiêm trọng nhưng mà ổn định. Sau đó người ta xác nhận nạn nhân bị gãy xương xương. Cảnh sát ban đầu nói rằng người phụ nữ đã bị xe điện ngầm đụng, nhưng một phát ngôn viên của TTC sau đó đã nói rõ rằng người phụ nữ đã có thể lăn xuống bên cạnh sân ga nên không bị xe đụng. Và hôm thứ Hai, vài giờ sau khi đưa ra hình ảnh camera giám sát ghi lại của nghi phạm nhằm xác định danh tính, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm tại Finch Station vào khoảng 6 giờ 18 phút chiều. Edith Ray, 45 tuổi, cư dân Toronto, hiện đang phải đối mặt với một tội danh cố ý giết người, ra hầu tòa lần đầu vào hôm thứ Ba tại College Park. Không rõ lý do tại sao nghi phạm được cho là đã đẩy người phụ nữ, nạn nhân xuống đường rầy xe điện. Cảnh sát còn nói thêm rằng hai người phụ nữ này không quay biết nhau. Đây là lần thứ hai trong vòng 5 tháng, có người bị đẩy xuống đường rầy ở xe điện ngầm Blue Young. Vào ngày 26 tháng 11 năm 2021, cảnh sát cho biết một nghi phạm đã xô một người đàn ông ngã xuống đường rầy khi một đoàn tàu đến gần. Cảnh sát đang yêu cầu bất kỳ ai có thông tin gì về sự vụ kể trên liên lạc với các nhà điều tra theo số điện thoại 4168085300 808 hoặc gọi ẩn danh cho Crime Stopper theo số 416-222-TIPS-8477. tìm thấy một thi thể ở Bradford. Và hôm thứ Ba ngày 19 tháng 4, South Simcoe Police cho biết thi thể một người đàn ông được coi là nạn nhân của một vụ giết người đã được tìm thấy ở một con kênh tại Bradford. Theo cảnh sát South Simcoe, thi thể nạn nhân được tìm thấy vào chiều thứ Sáu tại khu Cano Road giữa Simcoe Road và Fish Light. Một cuộc khám nghiệm tử thi vào hôm Chủ nhật cho thấy người đàn ông này đã bị sát hại Cảnh sát chỉ nói rằng nạn nhân có quan hệ với Toronto, nhưng không cung cấp danh tính hoặc nguyên nhân cái chết của ông ta. Các nhà điều tra yêu cầu bất kỳ ai có thông tin có thể hỗ trợ cảnh sát trong vụ án này liên lạc với Andrew Smith ở số 905 775 3311 hoặc 705 436 2141. Attention 1043 hay qua email hoặc gọi đến cho Ben Irving ở số 905 attention 1040 hay qua email. Ngoài ra, những người muốn ẩn danh có thể liên lạc với Crime Sau đây xin kính mời quý vị khán giả cùng đón xem một số tình vắng đặc biệt vào ngày hôm nay. Lũ lụt 400 người tại Nam Phi thiệt mạng Lũ lụt tại Nam Phi đã cướp đi sinh mạng của 400 người và gây ra thiệt hại ít nhất 10 tỷ ren, khoảng 650 triệu USD. Lực lượng cứu hộ vẫn nỗ lực tìm kiếm người mất tích. Theo hãng tin Reuters, lũ lụt tại tỉnh kwazulu Nata, Nam Phi đã khiến hàng ngàn người mất nhà cửa phá hủy hệ thống điện nước và làm gián đoạn hoạt động tại Durban, một trong những cảng bận rộn nhất của châu Phi. Ông Ravi một giới chức ở tỉnh này chịu trách nhiệm về phát triển kinh tế du lịch và các vấn đề môi trường cho biết hơn 400 người đã thiệt mạng vì lũ lụt và khoảng 40 đến 50 người vẫn còn mất tích. Ông nói với kênh truyền hình địa phương rằng thiệt hại đã vượt mốc 10 tỷ rand (khoảng 680 triệu USD) tính đến thời điểm này. Vào ngày 16 tháng 4, đài truyền hình SABC công bố số người chết là 398 người với 27 người mất tích. Cùng ngày, thì văn phòng tổng thống Nam Phi cho biết, ông Ramaphosa đã hoãn chuyến thăm làm việc tới Saudi Arabia để tập trung vào các công tác xử lý thảm họa. Ông Pele thông báo một số khách sạn tại Kuajula Nota đã báo cáo một số lượng hủy phòng đáng kể trong cuối tuần này, thời điểm vốn rất đông đúc vì đúng lễ phục sinh. Ông cho rằng đây là một điều đáng buồn vì người dân đã trải qua hơn 2 năm khó khăn vì dịch bệnh. Lính Nga được vợ cho phép cưỡng hiếp phụ nữ Ukraine. Danh tính của một người lính Nga và vợ anh ta nói với nhau về vụ cưỡng hiếp phụ nữ Ukraine trong một cuộc điện đàm đã được tiết lộ sau cuộc điều tra của AFIRL. Cuộc điều tra cho thấy Roman Pajkowski, 27 tuổi và vợ của anh ta, Olga Pajkowski, tên hời con gái là Bazan Sobaja, là cặp vợ chồng đứng sau cuộc điện thoại gây xôn xao làm dấy lên lo ngại, lính Nga cưỡng hiếp tập thể phụ nữ Ukraine. Trong cuộc điện đàm mà dịch vụ an ninh Ukraine ở vùng Kherson, miền nam Ukraine cho biết họ đã bắt nghe được trước khi công bố vào đầu tháng này. Có thể nghe thấy một phụ nữ cho phép một người đàn ông cưỡng hiếp phụ nữ Ukraine. Giọng người phụ nữ nói giữa những tràng cười, vâng tôi cho phép, chỉ cần mang bao cao su. Các phóng viên từ RFI, RL đã nhận được số điện thoại của những người tham gia cuộc điện đàm từ các nguồn trong USS và sử dụng số này để tìm ra các tài khoản mạng xã hội của Bokoski và vợ. Sinh ra và lớn lên ở Nga, tại một thị trấn cách mặt từ khoa khoảng 350 km về phía tây nam. Gia đình của Bokoski chuyển đến Crimea vài năm sau khi Nga chiếm bán đảo này từ Ukraine. Các bài đăng trên mạng xã hội của Irina Bokoskaya mẹ của Bokoski cho thấy anh ta là thành viên của một quân đội Nga. Khi được AFIRL liên lạc, thì Bokoski đã xác nhận danh tính của mình và cho biết anh đang ở Sevastopol, cảng Crimea, nơi đóng trụ sở của hạm đội hát hải của Nga. Tuy nhiên, anh ta phủ nhận mình là người đàn ông trong cuộc gọi. Khi AFIRL liên lạc, thì Olga xác nhận chồng cô đang ở Sevastopol, nói rằng anh ta bị thương và đang được điều trị trong bệnh viện. Theo như AFIRL, -E bất chấp lời phủ nhận của Pokoski, giọng nói của anh ta và vợ anh ta khớp với những gì nghe thấy trong cuộc gọi bị nghe được bởi USS. Không ai cáo buộc Pokoski tội hiếp dâm và không có cáo buộc nào chống lại cặp vợ chồng này. Mặc dù họ có thể nói đùa trong cuộc điện đàm, tin tức được đưa ra trong bối cảnh ngay càng có nhiều phụ nữ Ukraine cáo buộc rằng họ đã bị cưỡng hiếp bởi những người lính Nga xâm lược. Trong một báo cáo được công bố vào ngày 3 tháng 4, tổ chức theo dõi nhân quyền có trụ sở tại New York đã ghi lại những cáo buộc hiếp dâm được báo cáo đầu tiên. Nhiều cáo buộc khác được ghi nhận tiếp theo sau khi lực lượng Nga rút khỏi các thị trấn xung quanh Kiev. Cùng ngày, với báo cáo của đại sứ Vương quốc Anh tại Ukraine, Melinda Simmons đã gọi cung hiếp là một yếu tố trong chiến dịch chiến tranh vô cớ của Nga. thưa quý khán giả tin tức vừa rồi đã tạm ngưng lại chương trình tin tức tổng hợp trong tuần ngày hôm nay của thời báo media nếu yêu thích chương trình quý vị đừng quên nhấn nút yêu thích và chia sẻ video của chúng tôi đến với người thân và bạn bè thời báo chúc cho quý vị có những ngày đầu tuần làm việc vui vẻ và ấm áp bên gia đình và bạn bè xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tổng hợp tiếp theo của chúng tôi trên kênh youtube thời báo media